Xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Em đang trở lại khu vực núi Sạn và sau khi trò chuyện với lại những chú, những anh ở nơi này dưới chân núi Sạn thì em đã đúc kết ra được rất là nhiều điều. Chút nữa em sẽ giới thiệu đến quý vị sau. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến quý vị những cái gì mà nó thuộc tâm linh, nó thuộc một cái gì đó mà khó lý giải lắm ở núi Sạn này. Quý vị thấy một cái cây xanh ở phía trước. Và cái cây xanh này là chú Mười, chủ nhân của ngôi nhà này, đã mang từ trên núi Sạn về đây và chăm bẩm, chăm từ lúc cây cũng không có lớn như bây giờ. Và bây giờ thì ở trên nách của cái cây này xuất hiện thêm một cái đầu người và giống như là đang nhìn hướng về phía trước đó quý vị. Một cái câu chuyện này cũng rất là lạ, tại vì cũng trong hàng trăm loại cây chú Mười mang về đây thì chỉ có cái cây này là nó khác lạ hơn bình thường. Và xung quanh đây là những cái cây bonsai, cây me, có những cái cây kiểu dáng rất là độc đáo. Đó là những cái cây mà chú Mười phải lên trên đỉnh núi Sạn, thậm chí là dẫm hết cái núi Sạn này để mà đi tìm những cái cây con, cây non và những cái thế cây đẹp để mà đưa về đây uống nắng và trồng để bán đó quý vị. Chú Mười không phải là người dân ở Nha Trang, không phải là người dân bản xứ. Chú xuất thân từ tỉnh Thừa Thiên Huế, cho nên chú vừa rồi cũng đang rất là quan tâm đến sự việc của sư thầy Thích Minh Tuệ. Khi tới Huế thì đột nhiên không có thông tin gì nữa. Và hôm nay em trở lại núi Sạn, em ghi hình ở đây để mục đích là đưa quý vị cùng biết thêm một vài thông tin tại nơi đây. Vừa rồi thì em có ghi hình một cái video clip cũng khoảng 15 phút thôi. Em có đi từ trên chân núi đi đến khoảng giữa núi thôi, chứ không có đi đâu xa. Và clip đó thì đang được rất là nhiều người quan tâm, chia sẻ. Và thậm chí cũng có những người không biết với mục đích gì, khi họ cũng đã có sử dụng lại những cái hình ảnh của cái video clip đó để mà nói lên những cái việc mà nó không đúng sự thật, hoặc là họ để làm gì thì em không biết được. Cho nên hôm nay em thực hiện cái video clip này để chia sẻ đến quý vị một vài điều như sau. Thứ nhất là về việc sư thầy Thích Minh Tuệ có đang có mặt ở núi Sạn hay không. Và cái thứ hai là giới thiệu về những cái hang núi, những cái hang đá ở trên núi Sạn này, để quý vị cùng được biết thêm là hiện nay trên núi Sạn có khá nhiều các vị sư thầy đang tu tập tại nơi đây. Có những nơi thì thấp, có những nơi thì trên cao, và có những nơi thì trên đỉnh. Và vừa rồi ở đầu cái clip này, em xin phép được nhấn mạnh đầu cái clip này, em đã sử dụng các tư liệu của một cái kênh YouTube về Phật giáo, khi họ chia sẻ một cái buổi sinh hoạt của các sư thầy ở trên núi Sạn này. Và clip này đã được xuất bản hơn một năm nay rồi. Mong quý vị ghi nhớ cái mốc thời gian này, những cái đoạn dây của clip mà em đưa vào đây là đã xuất hiện hơn một năm nay trên nền tảng YouTube. Cho nên em có sử dụng lại để quảng bá đến quý vị về những cái hình ảnh ở núi Sạn. Và hiện nay em xin khẳng định lại ngay từ bây giờ là sư thầy Thích Minh Tuệ, tất cả mọi người cũng đều chưa biết thông tin thầy đang ở đâu.
cho nên cái thông tin mà thầy đang có mặt ở núi Sạn là hoàn toàn không chính xác. Cái video clip lúc trước em cũng không hề nói là sư thầy Thích Minh Tuệ đang ở núi Sạn. Chắc là nhiều quý vị coi lướt hay là không có nghe rõ nội dung, cho nên cứ khẳng định rằng sư thầy đang ở đây thì điều đó là không đúng. Hiện nay thì cũng em cũng giống như tất cả mọi người, cũng giống như nhiều Phật tử cũng đang rất là quan tâm và mong chờ thông tin của thầy Thích Minh Tuệ. Và đặc biệt luôn, những người con của Nha Trang Khánh Hòa cũng đang mong ngóng thầy trở về lại tỉnh Khánh Hòa và có thể là tới cái vùng giáp ranh giữa Phú Yên và Khánh Hòa để mà nghênh đón thầy. Có thể là thầy chỉ đi ngang qua Khánh Hòa và tiếp tục cái sự bộ hành của sư thầy. Có thể là thầy ước nguyện là đi từ Nam ra Bắc và từ Bắc về lại Nam. Khánh Hòa chỉ là một cái nơi dừng chân của thầy mà thôi. Hiện nay thì trên núi Sạn có khá nhiều những vị sư thầy đang tu tập tại nơi đây. Và sư thầy Thích Minh Tuệ không hề nhận đệ tử, cho nên những người mà tự xưng là đệ tử của thầy Thích Minh Tuệ, điều này là hoàn toàn không chính xác. Và ở đây này, em vừa mới trò chuyện được với lại những bậc gia chú, đó là trong đó có chú Mười và chú Nhàn. Ở đây là những người họ đã sinh sống ở núi Sạn này từ nhiều chục năm qua. Đối với sự việc sư thầy Thích Minh Tuệ có mặt ở nơi đây và hàng ngày đi khất thực đi ngang qua lại ở khu vực này thì điều đó là tạo ra một cái sự việc mà nó quá gần gũi đối với lại người dân ở nơi này. Trong vòng 6 năm thầy ở đây thì không ai là không biết đến thầy và không ai là không hiểu tính cách cũng như là sự tu hành khổ hạnh của sư thầy Thích Minh Tuệ. Và chú Mười cũng là một cái người mà rất là gần gũi thân thiết với lại sư thầy. Chú Mười đã dẫm nát cái núi Sạn này đó quý vị, đi lên trên đỉnh núi từ hướng đông sang hướng tây, từ hướng nam sang hướng bắc, đi hết núi Sạn để mà tìm ra những cái giống cây, những cái thế cây đẹp đem về phía dưới chân núi để mà uống nắng rồi bán ra thị trường hoặc là bán cho những người nào mà có sở thích chơi cây cảnh. Điều thứ nhất em xin khẳng định lại là sư thầy Thích Minh Tuệ hiện nay không có mặt ở núi Sạn. Mong quý vị Phật tử cũng nắm rõ thông tin và cùng mong hướng và sư thầy Thích Minh Tuệ để cầu cho thầy được bình an, mạnh khỏe. Còn cái điều thứ hai em muốn giới thiệu đến quý vị đó là núi Sạn. Núi Sạn thì có nhiều cái tảng đá lớn ở trên núi và nó tạo ra thành những cái hang. Có rất nhiều hang ở trên đây, có nhiều sư thầy tu tập ở trên này. Cho nên hôm nay thì chú Mười đã có chia sẻ với em rằng sư thầy Thích Minh Tuệ không phải là người đầu tiên đặt chân lên núi Sạn này để mà tu hành khổ hạnh. Không biết là cái sự tu hành của những người phía trước đó ra sao. Thì chú Mười nhấn mạnh lại cái vòng lặp 6 năm thôi quý vị. Còn số 6 rất là quan trọng. Và cái ngọn núi Sạn này rất là tâm linh. Trước sư thầy Thích Minh Tuệ thì có một người đàn ông, không biết là đã vào giáo hội Phật giáo Việt Nam hay chưa. Thầy tên là Thầy Quang, cũng đã tu hành ở nơi này 6 năm. Sau đó thầy bỏ đi và sư thầy Thích Minh Tuệ tiếp quản lại cái hang đó. Tiếp quản hay là thầy tới sau thì em cũng không có rõ lắm, chú Mười cũng không rõ lắm. Và hiện nay đúng là một cái vòng lặp 6 năm thưa quý vị. 6 năm, tất cả là 12 năm từ lúc mà sư Quang có mặt tại nơi này. Và 6 năm bây giờ là sư thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục bộ hành trên cái con đường tu tập của mình. Đó là lần thứ tư khi xuất phát từ Khánh Hòa đi phía Bắc và từ Bắc trở lại khu vực miền Trung, miền Nam. Núi Sạn là một cái khu vực mà thầy đã từng tới tu tập, cho nên vừa rồi em có ghi hình là để chia sẻ đến quý vị hình ảnh núi Sạn, hình ảnh về cái nơi mà sư thầy tu tập mà thôi. Chớ mục đích là không có tìm kiếm hay là cũng nói chung là không vì mục đích gì cả thưa quý vị. Ở trên núi Sạn này thì có rất nhiều những cái lối đi và cũng có nhiều cái sự việc tâm linh. Ở đây thì chú Mười có chia sẻ là những lần mà chú Mười đi lên trên núi Sạn, đi lên đỉnh, chú Mười đi đường tắt trong vòng khoảng 15 phút thôi là sẽ đi tới đỉnh. Và một ngày thì chú đi đến 5-6 lần lận thưa quý vị, tại vì đi đường tắt. Còn những vị sư thầy thì đi theo cái con đường mòn mà sư thầy đã đi hàng ngày, có thể là kéo dài 1 tiếng đồng hồ cho cái lộ trình 2 cây số đường núi.
Có những lúc chú Mười đi lên trên đỉnh núi thì trong lòng rất là rối bời khi nhìn thấy nhân tình thế thái, nhưng mà lên trên đỉnh núi rồi thì quan sát được những cái gì diễn ra bên dưới thì lúc đó là trong lòng của chú Mười cảm thấy rất là ung dung tự tại, hầu như là cũng muốn buông bỏ hết tất cả, cảm thấy mọi việc nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cho nên trên đỉnh núi này người ta nói là núi lành khí, thưa quý vị, núi khí lành, cho nên người ta nói là đất lành chim đậu. Và cái sự việc này cũng khá là tâm linh, không phải là mê tín, cũng không phải là khoa học, nhưng không biết giải thích bằng cách nào. Chú Mười có kể rằng những lần mà chú Mười lên đây, trong lúc làm thì đổ mồ hôi, không có một ngọn gió nào, cây đứng yên hết. Khi mà chú mệt, chú mới mong rằng, ước rằng là có một cơn gió thổi qua thì người khỏe khoắn sẽ làm việc tốt hơn. Y như rằng luôn, thưa quý vị, có một cơn gió thổi qua và gió rất là lâu, chú Mười làm việc rất là hăng say. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba chú Mười không để ý, nhưng mà đến lần thứ tư thì bắt đầu lạnh sống lưng. Có vẻ như ở đây mọi việc nó rất là linh thiêng, và mỗi khi mà trước khi lên để mà đào xới các cây cảnh, chú Mười đều có thắp nhang và khấn vái, khấn sơn thần thổ địa. Cho nên có thể là tạo ra những cái gì đó mà nó tâm linh lắm quý vị. Đây là cái con đường Nguyễn Khuyến của phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Và chú Mười có kể rằng ở trên đỉnh núi Sạn ngày xưa thì có một cái cây thánh giá. Nhà thờ núi Sạn là cái nơi mà các ông cha nhà thờ, các ông phe cũng đã tạo dựng ra. Và lúc đó thì xung quanh núi Sạn có nhiều người bị bệnh phong và được tập trung vô một chỗ, hay còn gọi là chạy cùi đó quý vị. Thì cây thánh giá được đặt lên từ lúc đó. Tuy nhiên bây giờ thì đã không còn thấy nữa, tại vì có thể là những người dân ở đây hoặc là những người nào ở đâu đó họ tới họ đào xới để mà lấy bán sắc vùng. Còn một điều nữa là trước năm 1975, quân Đại Hàn họ đóng quân ở trên núi Sạn này, trong những cái hang. Có thể là chưa có ai khám phá được cái gì ở bên trong hang này, cho nên có nhiều cái cũng rất là thú vị. Và đặc biệt là sau khi mà họ rút đi thì họ có xây bít lại cái cửa hang bằng một khối bê tông, một khối gạch đá, cho nên hiện nay thì cũng không ai biết được bên trong có gì. Và ở trên đấy thì cũng có khá nhiều các loại rắn độc, những loại động vật quý hiếm. Đứng đây thì quý vị cũng sẽ quan sát được rõ hơn cái địa thế của núi Sạn, không biết là vô tình hay hữu ý hay là thiên nhiên đã ban tặng, mà trên những cái vách đá trên núi Sạn này nó tạo ra một cái kiệt tác rất là đẹp. Đây là bệnh viện lao phổi. Ở phía khu vực núi Sạn thì có 3 cái bệnh viện của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa mà tập trung rất là đông những bệnh nhân nặng về đây. Thứ nhất là bệnh viện lao phổi ngay tại khu vực này. Thứ hai là bệnh viện ung bướu dành cho những người đang điều trị ung thư. Và thứ ba là bệnh viện Gia Liễu, là chỗ chạy phong, chạy cùi năm xưa. Và xung quanh núi Sạn thì cũng có một vài khu vực cấm. Một vài khu vực cấm thưa quý vị. Hiện nay thì sau một tuần thì các anh em ở những tỉnh khác, những chiếc xe lạ ở những tỉnh khác cũng đã bắt đầu rời đi, và số người còn lại ở nơi đây đang túc trực chờ đợi thì cũng còn rất là ít. Em xin phép được đính chính lại một lần nữa, cũng hiện nay đang có một vài các kênh YouTube khác có sử dụng lại hình ảnh video clip của em vừa rồi. Có thể là họ nói những cái nội dung chưa đúng hay là với mục đích gì thì em không rõ, nhưng mà em khẳng định với nhiều quý vị ở đây là clip đó em không đi tìm kiếm, cũng không nằm ngoài mục đích gì cả, chỉ là chia sẻ núi Sạn, nơi mà sư thầy Thích Minh Tuệ đã tới đây tu tập mà thôi. Và hiện nay khẳng định lại là thông tin sư thầy Thích Minh Tuệ vẫn đang là một ẩn số, và cũng đang rất là nhiều người Phật tử cũng như là những bà con bá tánh chúng sanh đang quan tâm để mà biết được thông tin thầy ở đâu. Chỉ cần biết được thầy ở đâu, có khỏe mạnh hay không, từ đó là đã gây mãn nguyện cho những người Phật tử, những người đang yêu thương thầy, những người đang mong ngóng thông tin của thầy. Nha Trang, núi Sạn, và xung quanh núi Sạn là những cái ngôi mộ, những cái nghĩa trang, và người âm, người dương sinh sống chung với nhau. Cũng có nhiều cô chú anh chị là người con gốc Hoa cũng có mong muốn rằng là được coi lại những cái khu vực nghĩa trang của người Hoa. Thì em vừa rồi cũng đã xuất phát từ cái nghĩa từ Hải Nam
để mà đưa hình ảnh đến với quý vị, đặc biệt là những người hoa gốc Hải Nam đó quý vị. Còn bây giờ thì em đang đi đến với lại mặt sau của bệnh viện Lao Phổi. Bệnh viện Lao Phổi cũng có thể gọi là một bên là bệnh phổi, một bên là nhà lao đó quý vị. Còn đây là khu vực nghĩa trang của người Hoa, hình như là người Tiều, người Triều Châu. Ở ngay đây thôi, đi tới đây thì có một ngã ba, rẽ qua bên tay trái thì sẽ tới. Ở đây là đường Đào Văn Tiến. Xung quanh đây thì bà con trồng trọt, trồng rau, chăn bò cũng khá là nhiều. Tới ngã ba đây thưa quý vị, rẽ phải là đi qua khu vực cấm chỗ nhà lao, còn rẽ trái là đi đến khu nghĩa trang của người Hoa. Em không biết có phải là của người Tiều hay không, hoặc là của những người nào khác cũng hay không, nhưng mà thấy cánh cổng này thì ghi chữ Hoa rất là đẹp. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi thưa quý vị. Thời tiết cũng rất là nắng và cái nóng ở Nha Trang cũng rất là gắt. Nghe nhiều người kể, tại vì họ có đi lên trên đỉnh núi Sạn rất là nhiều. Trên đỉnh núi rất là mát, cực kỳ mát luôn. Nhưng mà cũng có nhiều loại rắn rít, côn trùng có độc. Đây là toàn cảnh khu vực nghĩa trang của người Hoa. Đi về phía trước thì đó là tới khu vực cấm đó quý vị, khu vực nhà lao. Còn rẽ qua đây thì em đi về lại đường chính ở Vĩnh Hải. Một chút chia sẻ trong video clip này để mong nhiều quý vị có cái nhìn thấu đáo hơn, rõ ràng hơn, để quý vị cùng được biết rằng hiện nay em xin khẳng định lại một lần nữa là Siêu Thầy Thích Minh Tuệ không đang có mặt tại Nha Trang Khánh Hòa và cũng không có mặt tại núi Sạn này. Những cái video clip ghi hình chỉ là để giới thiệu núi Sạn đến quý vị khán giả mà thôi. Và cái thứ hai là giới thiệu núi Sạn. Trên núi Sạn có rất nhiều điều thú vị và cũng đang có rất nhiều sư thầy đang tu tập tại nơi đây. Nếu quý vị có nhã ý thì có thể lên đây cùng đàm đạo với lại những vị sư, hoặc là dưới chân núi Sạn có nhà chú Mười, một người chú mà hiểu biết cũng rất là sâu rộng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với em. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, trân trọng.